Hồi nãy Chelsea cũng nói là khi mà mình có bạn bè, có lúc người bạn đó không phải là không có muốn làm bạn với mình nữa, tại vì cái lý do mình chấp nhận bản thân mình hay là cái gì đó. Nhưng mà cái ánh mắt của một người ngoài, thì khi mà Châu Linh có bao nhiêu bạn như thế, Thủy là cũng trong một nhóm bạn đó mà biết gia đình của Châu Linh, đi qua chơi Châu Linh rất là hoạt bát và rất là thân thiết với mọi người. Cái tánh của Si như vậy, thì khi mà một người bạn, 300 người bạn đó biết á, không phải chỉ phần một người đó không có chấp nhận được, mà họ sợ những người khác nhìn họ như thế Giống như nào, Chelsea vừa nói. y chang thế. Dạ. Khi mà mình lái Không chung có với chấp nhóm nhận. mô tô, với lái chung với bạn mà hồi đó có đi chơi chung, thì bắt đầu á, thì họ cũng muốn chấp nhận, họ cũng cố gắng, nhưng mà họ không có kềm chế được những cái ánh mắt bề ngoài, tại vì họ còn có cái quan trọng về cái ý nghĩ của người khác. Cho riêng Thủy thì Thủy không có quan trọng cái đó, Thủy quan trọng cái tình thương, cái thân mật, cái relationship hơn. Thì cho nên những người bạn đó không có deserve một người bạn như Đúng Châu rồi, Linh. Chelsea cũng đang suy nghĩ như vậy. Ý là một cái nữa là giống như mình nói, năm nay bây giờ là năm 2018 rồi, nhưng mà nhờ có góc khuất, nhờ có phép hai bạn đến để mà Chelsea biết rõ là mình vẫn còn rất là nhiều người họ không có thông cảm, không có biết cái sự cái cảm giác của người người mà trong cuộc như thế nào. Họ chỉ nghĩ ánh mắt của họ, ý là có thể không biết phải là bây giờ có phải là tại vì mình dùng giống như Facebook, mình dùng Instagram, mình dùng những cái thứ sống ảo nhiều quá. Mình lúc nào mình cũng muốn cái thời gian của mình, cái thế giới của mình, cái khoảng cách, cái gì của mình cũng đẹp, giống như mơ vậy đó. Có thể không biết phải là gì đó không, mà lúc nào bản thân của những người họ nói là không, mình không biết là ai, nhưng mà đa số bây giờ có nhiều người đó họ muốn là giống như là họ muốn dẫn bạn trai họ đi đâu, hay là họ đó lúc nào cũng chụp tấm ảnh đẹp nhất rồi họ để lên mạng hết, chứ họ không có dám nói là ồ mình thay thay hai người, hai vợ chồng, hay là bỏ nhau, hay là chia tay. Và một cái bóp đó họ lúc nào cũng chụp một cái bóp mà mắc tiền nhất, nhưng mà chưa chắc gì là của họ. Thì cái thế giới sống ảo nó như vậy đó, thì họ nhiều khi họ sợ là lỡ cho đứng kế bên họ chụp tấm hình nào lên đó có thể là vì mặt mũi. Thì không biết Chelsea nói cái đó có đúng hay không, và không biết quý vị nghĩ sao. Nhưng mà để Chelsea này hơi nói hơi nhiều chút xíu nha. Tại vì Chelsea đang có một cái mà bức xúc trong người. À, tại vì không có ngờ là mình còn những người không biết thông cảm. Như này, cái này chuyện của Chelsea hôm nay mới xảy ra. Mà Chelsea làm cho, không có dính líu gì hết, nhưng mà nó làm cho Chelsea tỉnh giấc là nghĩ là thì ra mình còn rất là nhiều người không có biết cái chữ tôn trọng. Thì Chelsea lúc nào cũng Facebook hết. Chelsea đi làm, nhưng mà công việc của Chelsea có rảnh, có thời gian, như Chelsea làm ở trong Notion là bán hàng mỹ phẩm. Thì cái phone của mình là cái tool, là giống như là một cái đồ nghề của mình để mình dùng, mình liên lạc khách. Thì lúc nào Chelsea cũng cầm kế bên hết, cho nên Facebook ai mà nhắn cái gì là mình thiệt, mình đọc liền luôn. Nhiều khi mình không có thời gian mình trả lời, nhưng mà có cái gì là mình đọc được hết. Thì hôm nay tình cờ là đang là lunch break, tôi làm ở trường, có một người đã nhắn tin mình. Thì hôm bữa Chelsea có làm live nói về những cái gì mà liên quan tới mình. Nhiều khi cũng nhiều khi chắc nghĩ mình sống ảo thì mình mới để đó, nhưng mà mình không có nghĩ là sẽ có người coi. Thì có một người đó mình không có add trong friend list, thì họ cái suy đó đầu vô mình tự có con trai thì mình thấy nó hơi vô duyên, nhưng mà mình thấy nghĩ mình khất cho mình biết là người gần con gái phụ nữ, thì chị người đó mới đề chứ. Thì mình để giống như mình nói lý do tại sao mình vẫn còn ế nhưng mà cái người đó lại ghi ở dưới á, là nói là em uống thuốc chưa, em hơi nhà xảm xảm này, giống như là lame á, giống như là dư thừa vậy đó, hỏi mình uống thuốc chưa. Là vô mình nghĩ là giỡn, mình thì mình không có gì mình nói, cái mình mới đọc lại tại sao mà hỏi mình uống thuốc chưa. Cái xong mà Chelsea mới thấy là đang đang thắc mắc, thì mới hỏi làm câu nói là xảm nhưng mà có người coi. Thì nói là Chelsea trả lời lại là người đó, tôi nói là mình lame nhưng mà tại sao người đó coi cái video mình chi. Cái người đó trả lời lại câu là coi rồi mới biết mình là xảm, thì nhảm xảm chắc dùng chữ xảm, coi rồi mới biết thấy xảm như thế nào. Thì Chelsea mới suy nghĩ là ủa, người này đâu phải trong friend list mình đâu, nhưng mà tại sao lại không có biết tôn trọng người khác. Chelsea trả lời là một câu một quá trời dài luôn. Thì Chelsea bây giờ tóm tắt lại thôi, ngắn gọn thôi, Chelsea nói là không thích thì đừng có coi, với lại mình không có add friend thì không có cần phải nói, với lại phải biết tôn trọng người khác, với lại thực sự không có liên quan tới người đó, mà tại sao người đó đã nói chi. Thì lúc đó hơi bực lắm, tại mình nói ủa tại sao mình muốn giết mình giết, cái đó là chuyện của mình, là mình thích gì mình làm, mình được vui thôi, nhưng mà tại sao có người khác lại cái ý kiến của họ, họ nghĩ ý kiến của họ quan trọng như thế nào. Thì trong lúc mà Chelsea đang bắt đầu bình tĩnh lại, mình mới suy nghĩ tới Julian.
tại vì mình biết hôm nay mình sẽ gặp show thì mình mới suy nghĩ lại, có phải là người đời như vậy không, chuyện của người mình, nhưng mà họ nghĩ là ý kiến họ rất là quan trọng. Thì lúc đó làm cho Chelsea nghĩ là cái trường hợp của Chelsea thương mến hơn nhiều hơn nữa. Thì cảm ơn rất là hai bạn lên rất nhiều, Chelsea nói rất là nhiều cảm ơn nha. Yeah. Thì đó Chelsea cũng nói đúng rồi. Cái này là tương lai của Chelsea, làm cái này để cho hạnh phúc. Mà nhiều người ngoài cứ hay nói tại sao làm vậy, đừng có làm vậy nữa, quay lại thành đàn ông đi. Sang gia đàn ông thì phải lúc nào cũng là đàn ông, mà nếu mà quay lại đàn ông đâu có vui tính nữa đâu, đâu có hạnh phúc nữa đâu. Không có hiểu cái ý nghĩa, ý kiến của họ không phải là họ đâu có trả tiền bill cho mình đâu, họ đâu có phải là lo cho mình này kia đâu. Bây giờ nếu đổi ngược lại là họ có muốn mình ra ý kiến để mà giúp cho họ cái gì khác hay không. Nhưng mà người đời là vậy đó, họ lại dù nghĩ là cái cách họ suy nghĩ lúc nào cũng đúng, còn người khác là sai. Thì cái này nó làm Chelsea hơi thấy là buồn một cái là tại sao mình chỉ muốn được yên thôi, nhưng tại sao người ta không thông cảm cho mình. Thì giống như là Chelsea nghĩ cũng giống như Julian là mình chỉ muốn yêu thương bản thân mình chỉ muốn được một sự yên bình, nhưng mà người đời cứ để cho mình giống như cái cây á. Người ta nói cái cây muốn được yên, cái gió cứ thổi hoài đó. Thì bây giờ để cho Chelsea xin hỏi lại nha, khi mà bạn bè thì biết rồi, còn gia đình thì như thế nào? Gia đình thì biết, anh em thì cũng hơi hạnh phúc cho Jolene. Ba má thì hơi khó hơn. Ba thì rất là giận. Chửi, la, nói tại sao muốn làm đàn bà để have sex với đàn ông hả? Trả lời lại nó không phải, muốn làm đàn bà để cho con hạnh phúc, tâm hồn mình muốn làm nha. Má muốn hạnh phúc cho mình mà sợ ba thôi. Sẽ phải ở bên kế bà. And how do I say support, ủng hộ. Ba. Gia đình thì cái đó là khó nhất. Con cái thì rất là hạnh phúc. Ủng hộ rất là nhiều. Thương cái đó. Vợ thì lúc đầu cũng ủng hộ, giúp cho Linh đi mua áo quần, mua son, tập bôi lên. And lúc đó thì hai người cũng hạnh phúc, mà she cũng cầm ở trong lòng là she cũng buồn. Thì lúc đi làm hay là đi chơi, bạn bè thì hay nói tại sao con ở lại với cái con nhỏ đó. Trời ơi. Thì họ cứ ép her, cứ phá her hoài, làm cho her buồn. Thì she xin ly dị. Thì Jolene không muốn làm cho her buồn, muốn her hạnh phúc, thì Jolene bằng lòng cho ly dị. Wow, có cái này. Bây giờ quý vị có biết là Thủy đang ngồi khóc phải không?